Anh em kỹ thuật viên Hoàng Kiên chào tất cả các bạn. Nay mình có một đôi điều chia sẻ nho nhỏ với các bạn về những cái vấn đề nóng hổi mà hiện nay trên fanpage bên mình đang tiếp nhận. Đó là vấn đề mà các bạn không kích hoạt được IMEI. Thực tế thì cái nỗi này thì các bạn tham khảo trên mạng rất nhiều kiểu. Các bạn cứ bật nó cứ hiện như này, đang chờ kích hoạt, và mãi mãi và luôn luôn nó như thế. Dù các bạn có kích hoạt kiểu gì cũng được, sáng trưa chiều tối kiểm tra tài khoản còn tiền rồi bật định vị rồi các kiểu, các bạn lúc nào nó cũng báo về tình trạng này và các bạn không dùng IMEI. Thì thực tế thì nhiều bạn cũng chia sẻ là đi đổi sim rồi cũng bật dịch vụ cũng tham khảo trên mạng các kiểu đấy nhưng mà không được. Thì thực tế thì mình cũng bị cái tình trạng như này, và nhiều bạn còn phỏng đoán là do máy lỗi rồi do server lỗi thì cái gì đấy mình không biết, nhưng mà thực tế dưới cái mức độ hiểu biết của mình thì nó không phải như vậy, mà cái nỗi tình trạng này là do là các bạn gửi tin nhắn, thì Apple khi các bạn gửi tin nhắn hàng ngày ấy, thì Apple họ hiểu là mình spam tin nhắn và bất thình lình một ngày và các bạn bị khóa luôn. Và bản thân mình cũng vậy, đang dùng bình thường tự nhiên không kích hoạt được IMEI nữa và nó cứ báo mãi mãi như này đang chờ kích hoạt. Thì để mà khắc phục tình trạng này, các bạn đơn giản nhất đó, các bạn không cần phải đổi sim hay là tham khảo ở đâu hay là làm cách thức gì cả, không cần thiết với vậy, mà các bạn gọi điện trực tiếp đến giúp mình đến tổng đài Apple Care. Tổng đài là 1800 1127, các bạn nhớ 1800 1127. Bởi vì là khi hàng ngày ấy, các bạn gửi tin nhắn thì Apple họ khi mà mình gửi đồng loạt nhiều tin nhắn thì các bạn có gửi hay không mình không rõ, nhưng mà khi các bạn gọi điện đến tổng đài này họ bảo là mình spam tin nhắn, ừ thôi thì mình cần người ta giúp thì mình cứ ừ đi, không sao cả. Họ chỉ xác nhận tài khoản của các bạn, tài khoản iCloud có đúng chính chủ hay không, tài khoản ID Apple có đúng chính chủ các bạn hay không thôi. Đó, họ hỏi lòng vòng vài câu hỏi gì đấy thì các bạn cứ trả lời ừ đi. Mà rồi sau khi mà các bạn xác nhận thông tin mà chính xác của các bạn xong thì họ sẽ mở khóa cái kích hoạt IMEI này cho các bạn trong vòng 24 giờ. Đấy là một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để các bạn khắc phục cái tình trạng lỗi kích hoạt IMEI. Các bạn không cần phải lăn tăn vấn đề gì, không phải do máy hay do server cả, bởi vì nhiều bạn rất là cầu kỳ đi đổi hết máy để bảo hành các kiểu nên không được, và cũng đổi sim rồi cũng không được. Và các bạn lại đừng dại dột mà ngày nào cũng ngồi kích hoạt này nhé, bởi vì mỗi lần các bạn kích hoạt này nhà mạng họ sẽ tự động trừ các bạn 2.500 nhé, các bạn lưu ý như vậy. 2.500 mỗi ngày các bạn kích hoạt chục lần là mất 25.000, và 10 ngày sẽ mất 250 mà không bao giờ kích hoạt được, lúc nào cũng em đang chờ kích hoạt, nên lưu ý như vậy nhé. Các bạn lưu ý gọi điện luôn đến tổng đài Apple Care 1800 1127, họ sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn và mở kích hoạt IMEI các bạn. Và cảm ơn các bạn.